Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào những khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Tuần lễ đồng hồ LVMH 2021 bỗng trở nên thật sôi động khi nhà chế tác đồng hồ lưng danh Hublot trình làng siêu phẩm Big Bang Turbulent Automatic Orange Sapphire với tông màu cam khác biệt. Từ lâu thì Hublot đã được biết đến là một nhà chế tác thành thạo trong việc biến hóa Sapphire thành những mẫu đồng hồ mang phong cách độc quyền. Năm nay thì thương hiệu lại tiếp tục tạo nên tiếng vang lớn tại tuần lễ đồng hồ LVMH 2021 khi ra mắt Big Bang Turbulent Automatic Orange Sapphire, một tuyệt phẩm có diện mạo vô cùng cuốn hút với lớp vỏ chế tác hoàn toàn từ Sapphire màu cam trong suốt có đường kính 45mm kết hợp cùng với nền mặt số Skeleton 4 diễn kết cấu phức tạp của bộ máy cơ Turbulent tại vị trí 6 giờ. Nhằm nhấn mạnh yếu tố trong suốt cho tổng thể đồng hồ, các nghệ nhân cũng đã chọn bộ máy cơ MHUB6035, thiết kế tối giản nhất có thể. Các chi tiết khác như Roto Vimo khắc tên thương hiệu Hublot ở vị trí 12 giờ, cầu Sapphire trong suốt, cùng một số chi tiết được trải satin và phun cát tỉ mỉ đều thu hút trọn vẹn ánh nhìn của người đối diện. Được biết, đây là bộ máy cơ tự động thế hệ mới do chính Hublot nghiên cứu và chế tạo với mức năng lượng dự trữ kéo dài 72 giờ và hoạt động ở tần số 3Hz. Là phiên bản giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu, Hublot Big Bang Turbulent Automatic Orange Sapphire đi kèm dây đeo cao su màu cam trong suốt tích hợp khóa cài bằng titan và tất nhiên không thể thiếu tính năng thay dây nhanh on-click cấp bằng sáng chế độc quyền. Mặc dù trước đây thì chúng ta đã từng chứng kiến khá nhiều mẫu đồng hồ được trang bị bộ vỏ Sapphire đa sắc màu từ Hublot, nhưng đây là lần đầu tiên Sapphire cam được ứng dụng theo cách vô cùng ấn tượng. Không biết bạn cảm thấy như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!